tỏa mộng lâu. Tập 20. Con muốn cưới đồ ăn hại đó là vì muốn tốt cho gia đình này, thì con nhanh chóng thu lại những lời sằng bậy này cho ta. Con không phải vì muốn cưới ai mà tranh cãi với đại nương, mà con đang nói thay cho Tâm Liên. Con câm miệng cho ta. Con tự muốn tạo phản, đừng có mà kéo theo Tâm Liên. Ta đã khách sáo khi coi con như con trai rồi. Ta thật là hồ đồ mắc mờ. Đúng là nuông chiều sinh hư, giữ lại cái đồ tai họa như con để phá quy tắc gian gia nhà ta. Đại phu nhân, xin chị đừng nói nữa. Mẹ, con đừng có mà quản. Đại phu nhân, xin chị đừng tức giận, cầu xin chị. Xin chị hãy cho em và Đạt Hải một con đường sống. Mẹ đứng lên đi, cầu xin chị, đứng lên. Đại phu nhân, mẹ, mẹ về phòng nằm nghỉ ngơi một lúc trước đi. Đi. Món nợ của con ta sẽ tính với con sau. Đại phu nhân, mẹ, đại phu nhân, hay là bà cứ nghỉ ngơi trước đi, không cần vội đi Cố gia đâu. Mẹ, mẹ muốn đi Cố gia. Mẹ muốn làm gì, đừng có đến Cố gia. Con quản làm gì, cút. Mẹ, mẹ đừng đến Cố gia cầu thân. Mẹ phải nghĩ đến suy nghĩ của Tâm Liên. Con cầu xin mẹ đó. Tâm Liên không có ý kiến gì. Con đừng có nói là con có ý kiến. Làm sao mà Tâm Liên không có ý kiến được chứ. Mẹ, mẹ hỏi Tâm Liên xem. Hỏi em ấy xem. Người em ấy thích là thiếu gia nhà họ Lưu. Em ấy muốn gả vào nhà họ Lưu. Mẹ, con... còn dám. Tâm Liên, nói với mẹ đi, đừng sợ. Mẹ, người con thích là Lưu Hòa Khiêm. Xin mẹ thành toàn. Con câm mồm, không biết xấu hổ. Ai là Lưu Hòa Khiêm? Mẹ, mẹ thương Tâm Liên. Ta thương nó, ta sẽ hại nó sao? Con còn muốn hại em con thế nào nữa? Con cấu kết với một người ngoài đến dụ dỗ nó, còn giúp người ta đến cầu thân. Con còn muốn cả gia đình này biết. Con muốn để em con ngẩng đầu làm người kiểu gì đây? Tình đầu ý hợp, sao lại có chuyện xấu hổ như vậy được? Thiếu gia nhà họ Lưu viết thư cho Tâm Liên, mẹ cũng thấy rồi. Hai người bọn họ chỉ là đang thảo luận văn chương, không có một câu nói nào là không chính đáng. Tình đầu ý hợp, yêu thích lẫn nhau, việc này có gì sai sao? Nó thích sai người. Ta là mẹ nó. Nó nên thích ai, không nên thích ai, ta sớm thay nó nghĩ xong rồi. Còn có tư cách gì mà hỏi? Chúng ta là người một nhà, chúng ta không phải là triều đình phong kiến. Mẹ, chúng con là con của mẹ, mẹ nên suy nghĩ kỹ ý kiến của chúng con chứ. Lẽ nào mẹ muốn bọn con giống anh cả? Mẹ đang muốn ép từng người rời đi sao? Con lấy người anh đại nghịch bất đạo của con ra đe dọa ta à? Ta còn sợ lời đe dọa này ư? Đến đứa con ruột ta cũng không cần nữa. Ta còn quan tâm đến con à? Ta thà rằng Giang gia không có đứa con trai nào, cũng phải bảo vệ quy tắc lễ nghi của bề trên. Còn ở Giang gia ta, ăn cơm Giang gia thì câm miệng cho ta, theo quy tắc lễ phép Giang gia. Từ nay về sau, con không được phép nói một câu nào trước mặt ta. Đi. Nhanh, nhanh nhận lỗi với mẹ con đi. Mau cầu xin đi, con không ở nhà này nữa. Anh à, anh đừng làm loạn nữa. Về sau con sẽ ở tiệm. Tiệm vải cũng là của Giang gia. Chí khí còn lớn lắm, không cần cái nhà này nữa. Vậy thì con cũng đừng ở trong cửa tiệm. Làm ăn cũng không cần quản nữa. Con tưởng rằng Giang gia không thể sống hiếu con. Đại phu nhân, đại phu nhân, xin chị đừng đuổi bọn em. Xin chị. Xin chị đấy. Anh nhanh nhận lỗi với mẹ đi. Anh không cần thay em đấu tranh nữa, không có tác dụng đâu. Anh à, chuyện đã như vậy, anh chỉ có thể vì bản thân chiến đấu. Ngân hàng Thái Phong xin nghe. Tiểu thư Tâm Liên,
Đừng khóc mãi mà. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Em vẫn ổn chứ? Anh cũng không biết phải làm sao. Cái gì? Anh hai em bỏ nhà ra đi rồi. Alo, Tâm Liên. Anh trai em, anh ấy thật sự hết cách rồi. Chuyện của em và anh Lưu thật sự không còn hy vọng rồi. Em buồn quá. Em đến rồi. Tại sao phải như vậy? Em gái anh nhờ em đến khuyên anh về nhà. Anh sẽ không về đâu. Anh không về thì Giang gia phải làm sao đây? Không phải còn Giang Đạt Thiên sao? Giang gia cần con trai. Vì vậy đại nương sẽ khiến anh cả quay về thôi. Có thể sao? Dù sao anh cũng là con vợ lẽ. Dù anh có hiếu thuận cỡ nào, đại nương cũng sẽ không tin anh. Chỉ khi chuyển ra ngoài thì anh cả mới có cơ hội quay về. Không thể nào. Đại nương bà ấy không thể chấp nhận Kim Phượng. Bất kể thế nào, anh đều phải chuyển ra ngoài sống một mình. Nếu không thì anh cưới em kiểu gì? Anh tưởng rằng anh như vậy là yêu em sao? Anh chuyển ra khỏi nhà, đến nhà trọ ở. Giờ biến em thành hồ ly tinh, khiến mẹ con anh bất hòa. Anh bất chấp tất cả để theo đuổi em. Lẽ nào em không cảm động chút nào sao? Em không dám cảm động. Bởi vì em lo gia đình anh. Em lo sau khi anh chuyển ra ngoài, anh ăn ra sao, ở ra sao, anh sống như thế nào. Anh vì em mà làm thành thế này. Không còn nhà, không còn sự nghiệp nữa. Đây đều là do em hại anh. Hãy subscribe.
Không phải do em hại. Không phải đâu. Là do anh đã yêu em. Ai cho phép anh yêu em như vậy? Anh thích em. Anh viết thư tình cho em, trêu đùa em. Cho dù ngày ngày anh nhớ em, thì trái tim em cũng không cảm thấy hài lòng. Nhưng hiện giờ như vậy, thì điều này có ý nghĩa gì? Giờ anh xin thề, anh phải cưới em. Anh nhất định có thể làm được. Em nhất định phải tin anh, được không? Đừng đi mà. Đừng trốn tránh anh nữa. Em cầu xin anh, tha cho em đi. Em sợ anh rồi. Cô điên rồi. Ta tức đến nỗi sắp mất mạng. Ta thậm chí còn không nói một câu nào đuổi nó. Cô thì tốt rồi, làm chủ cái nhà này. Em nghe chị nói tiệm cũng không cho nó ở nữa. Vì vậy em muốn đợi chị nguôi giận. Nó biết hối cải rồi nên em gọi nó quay về. Ta không cho phép nó rời khỏi cái nhà này. Ta muốn nó đi thì ta còn giận cục tức này ư? Ta không đuổi nó, ngược lại cô đuổi nó rồi. Cô không muốn chia tài sản Giang gia cho nó nữa à? Nó đi đâu rồi? Nhà trọ An Bình. Ông muốn làm gì? Gọi điện mời Diễn thiếu gia quay về. Nó tự mình bước ra khỏi cái cửa này. Ta còn xin nó quay về. Nó muốn đi, tại sao cô không cản lại? Cô là mẹ nó thì cô phải hạ mình xuống. Nó còn có thể đi sao? Nhưng nó không nghe lời của em. Nó nói cái nhà này nó không thể chịu được nữa. Ta chịu nó bao nhiêu năm mà nó không chịu được ta. Đại phu nhân, đại phu nhân, đại phu nhân, mẹ, mẹ. Ta coi nó như con trai ruột mà nuôi bao nhiêu năm. Ta có chỗ nào không đúng với nó? Đúng là đồ không có lương tâm. Thế cô sinh đi. Cô sinh ra một đứa con khốn nạn như vậy đấy. Đại phu nhân, em xin chị, xin chị đừng nói nữa. Đại phu nhân, mẹ, mẹ. Đại phu nhân, đại phu nhân. Vậy tiếp theo em tính thế nào? Em dự định hợp tác với chú Đường. Em không có vốn.
Tìm người đầu tư. Anh ta nói anh ta có tiền chi cho máy móc của công xưởng. Em chỉ phụ trách tìm nơi có khả năng mở công xưởng, rồi thuê ít công nhân là được. Hôm qua em đã bàn với lão nhị ông gia, ông ta rất quan tâm. Em cũng không có kinh nghiệm thành lập công xưởng, cũng không có kinh nghiệm mở quán ăn. Học thôi. Đúng rồi, gần đây tiệm buôn bán ra sao? Rất không tốt, không có thu nhập. Có chút tiền này, em cầm trước đi. Được, em sẽ xem như là mượn của anh. Về sau em trả. Em còn nói những lời này với anh trai. Em không quay về, chuyện gia đình làm sao đây? Anh quay về là được rồi mà. Anh còn phải về à? Anh đương nhiên phải về rồi. Còn anh, vợ anh, còn mẹ anh nữa đều đang ở nhà, tại sao anh không thể về? Mẹ anh đoạn tuyệt quan hệ với anh rồi. Bà còn coi Kim Phượng là kẻ thù. Anh mà muốn về thì cũng không bước qua nổi cánh cổng kia. Tính cách của mẹ, không còn chồng, một mình có thể chống đỡ cả Giang gia. Bà sao có thể vì hai đứa con trai bỏ nhà đi mà hạ mình? Trước kia, những điều mẹ làm đều vì con cái. Giờ hai người chúng ta đều không bên cạnh mẹ. Bà có làm gì thì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Mẹ chắc chắn rất hối hận đuổi anh đi. Đại phu nhân, những sổ sách này qua hai ngày nữa rồi hẳn xem. Sức khỏe của bà còn chưa tốt, nghỉ ngơi nhiều chút đi. Có gì đâu, cùng lắm thì mệt chết thôi. Cô đi có tác dụng gì? Alo, đây là cửa hàng vải Khánh Tường. Là ai vậy? Là tôi. Xin chào, xin chào. Là vị nào vậy? Ông thiếu gia là lão đại hay lão nhị? Ông nhị gia, có chuyện gì vậy? Là như vậy à? Đạt Hải nhà chúng tôi đã không quản chuyện cửa tiệm nữa rồi. Chuyện buôn bán tôi nghĩ cũng không thỏa đáng. Cậu sẵn lòng đầu tư, tôi đương nhiên vui thay nó. Nhưng đây là đầu tư, không phải hợp tác. Giang gia chúng tôi sẽ không chi một đồng nào. Đừng đi. Cậu vẫn còn trẻ, nó cũng vẫn còn trẻ. Cho dù bồi thường kiếm chút kinh nghiệm cũng là chuyện tốt. Được, được, được. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cha cậu. Có thời gian thường xuyên đến chơi. Được, được, được. Đạt Hải này, còn muốn cùng với chú Đường nó mở công xưởng quần áo. Tôi không biết. Ông theo danh bạ này gọi điện cho tôi. Nói rõ ràng với người ta, Đạt Hải ở bên ngoài bàn chuyện kinh doanh đều không có bất cứ quan hệ gì với Giang gia. Đại phu nhân, không tốt đâu. Như vậy đồn ra ngoài là chặn con đường sống của nhị thiếu gia.
Cho dù là chặn con đường sau này của nó, cứ gọi điện đi. Như thế nào? Nhìn xem có thẳng không? Dịch qua bên này chút đi. Quá rồi. Được không? Bên này. Như vậy được không? Được rồi. Được rồi, chỉ vài đồng tiền này. Anh tùy tiện nhìn chút là biết bao nhiêu. Còn phải dùng bàn tính gãy qua gãy lại à. Em thấy hay là chúng ta về quán ăn tính đi. Mở quán ăn càng lỗ nhiều. Em mỗi ngày chuẩn bị bao nhiêu món, bán không được mà bị hỏng còn phải vứt đi. Những nguyên liệu vứt đi so với bán còn nhiều hơn. Vậy mở quán mì thì coi là kiếm tiền được rồi. Người ta đến ăn mì là vì muốn ăn no. Ai gọi món đây, chúng ta có thể kiếm được tiền gì. Nhưng mà mở quán cơm, nhân lực của cô không đủ. Cho dù mẹ của tôi, Huyên Huyên đều đến giúp thì cũng không đủ được. Vậy thì mời người đến giúp. Nếu việc kinh doanh quán ăn bận hơn thì mới là tốt. Chúng ta gọi là bận không kịp, không phải kinh doanh tốt. Vậy rảnh như vậy là kinh doanh tốt rồi à? Cô đừng vội. Em cũng ở đây à? Sao cậu đến đây? Tôi ở một mình chán quá nên đến xem mọi người. Tôi đói rồi, cho tôi bát mì đi. Nào, ngồi đi. Được rồi, không cần chào hỏi cậu ta. Em gái Châu Tinh cũng nên về rồi, dù sao cũng không buôn bán. Bọn cậu giúp tôi tiễn cô ấy. Thịt lợn nó mua ít thôi. Tôm cũng không cần mua nữa, hôm nay còn thừa đây. Sao lại sửa thành quán mì rồi? Nhân lực không đủ, chỉ đành làm đơn giản chút. Dù đơn giản hơn thì anh cũng không trụ nổi. Anh cả, anh nên suy nghĩ đổi kinh doanh khác làm đi. Cùng với cô ấy làm gì cũng như nhau, vô kế khả thi. Anh yên tâm, em đã thay anh nghĩ xong rồi. Nào, nói xem. Hậu tử đến đây ngồi. Ngồi đây nghe thử. Tôi với anh tôi bàn chuyện. Các người nghe làm gì? Không phải, hai chúng tôi là nhân viên. Anh thay đổi việc buôn bán của ông chủ, chúng tôi phải nghe xem. Quán ăn của chúng tôi có thể giữ được không? Đúng. Yên tâm, các anh nhất định sẽ giữ được mà còn có thể thăng tiến và tăng lương. Khiến các anh có thể làm quản đốc được không? Được, cái này tốt. Em muốn anh thành lập nhà máy. Anh cả, anh cũng không nghĩ xem nếu nơi này có thể mở quán cơm. Mọi người sẽ sốt ruột vậy sao? Đem bán quán vậy à? Em cũng nhìn ra rồi, mọi người tiếp tục làm vậy càng ngày càng thua lỗ nhiều, không bằng thu tay kịp thời. Đóng cửa quán ăn này, cùng với em mở một công xưởng quần áo, thế nào? Không phải em cùng với chú Đường hợp tác sao? Thì em cũng có thể như vậy cùng với anh hợp tác. Dù sao anh cũng biết rồi, hiện tại em đang cần gấp một người. Hợp tác có thể cung cấp công xưởng. Vừa hay. Nhưng mà xung quanh đây đều là cửa hàng. Anh mở công xưởng có hợp lý không? Hơn nữa diện tích quán này cũng không đủ. Mà cửa hàng trên mặt phố, anh lại đi làm công xưởng, có phải là xa xỉ quá không? Anh có phải là không một ai bằng lòng chi tiền để anh mở công xưởng? Đúng. Anh tìm người đầu tư rồi. Giống với anh cả, không có tiền mở quán ăn. Anh là đang giải quyết vấn đề của bọn anh.
Kim Phượng, bát mì này không cần làm nữa, anh ta đến để lừa quán. Kim Phượng dừng lại đi. Phượng, Phượng, em muốn làm gì? Tôi biết ngay là cậu đến để tính kế tôi. Cậu cút đi. Em ấy đến để tìm anh thương lượng. Em đừng có ở đây làm loạn. Cậu ta thương lượng là nhà của em. Sao nào anh không cho em làm loạn? Em nói anh biết. Anh đừng để ý cậu ta. Nghe rõ đây, anh cậu cùng với Giang Gia đã cắt đứt quan hệ. Cậu đừng đến để tính kế anh ấy. Cậu ấy là em anh, có thể chống đối anh sao? Người cậu ta chống đối là em. Cái nhà này em đứng tên. Anh cậu ở thôi cũng không làm được. Tôi nói với cậu, cậu thương lượng với anh cậu cũng không có tác dụng. Với tôi thì đừng hòng thương lượng. Dù sao nếu cậu đến bước đường cùng, đến quán ăn này cũng không thành vấn đề. Tôi nấu mì cho cậu. Nhưng đừng có tính toán đến chuyện làm ăn của tôi. Cậu mà muốn cái quán này thì cậu lấy mạng tôi đi. Mẹ anh chặn đường bên ngoài của anh. Hiện giờ không ai dám cùng anh hợp tác. Về nhà đi. Mới bước ra khỏi nhà một bước, phải quay về xin sự thương xót. Thật không có tiền đồ. Anh không cam tâm. Nhưng mà anh không có tiền, anh còn có thể làm gì? Nghĩ tiếp thôi. Nó không xấu như vậy. Nó nghĩ ra chủ ý này nhất định là nghĩ thông suốt cho chúng ta. Nhưng đó là quán của chúng ta, nó hiểu kinh doanh hơn chúng ta. Kim Phượng, quán cơm này không trụ được nữa đâu. Ai nói không trụ được nữa? Lúc đầu không phải em nói với anh rồi sao? Mời Thiếm Châu đến giúp đỡ, sau đó nhận một người học việc mở quán ăn lớn một chút. Anh lại không chịu. Buôn bán không được. Em, khách người ta đến là để ăn món nổi tiếng. Món em làm rất ngon, khách dù xa tới đâu cũng sẵn lòng đến. Giờ anh bán một hai bát mì, kiếm được bao nhiêu tiền? Có kiếm được không? Lại còn nói những lời này nữa, em có một cái bếp thì có thể làm được bao nhiêu món? Khách đến quán cơm là muốn món ăn vừa lên nhanh vừa đẹp. Khách đợi món này đến món khác, đến không có tâm trạng ăn nữa rồi. Ý anh là gì? Là chê em ra món chậm à? Em còn chưa chê anh đây. Anh không biết kéo khách. Anh nói anh là một ông chủ. Nếu như khách đến, anh tiếp bằng nụ cười. Với khách cười cười nói nói, lôi lôi kéo kéo quan hệ tốt biết bao. Vậy vẻ khách sẽ không kiên nhẫn mà đợi à? Đây là một quán ăn, không phải mở quán rượu vũ trường. Anh cũng không phải là vũ nữ. Quán ăn với vũ trường đều giống nhau. Sao? Bảo anh đi kéo khách thì đại thiếu gia Giang gia anh biến thành vũ nữ rồi à? Vậy em sao? Em là một vũ nữ. Vì đại thiếu gia Giang gia xuống bếp nấu cơm, làm đầu bếp, em từng thốt ra tiếng nào không? Em không nói với anh nữa. Em, nếu như thật sự đến bước đường cùng thì đừng cố tỏ vẻ nữa. Anh không cố tỏ vẻ. Anh chỉ có con đường này mới cưới được em. Ngủ ngon nhé. Phải rồi. Trong hòm thư anh gửi cho em một bức thư đấy. Nhớ cầm. Em không muốn xem nữa. Chép thư tình của người khác, em không phải đã nói với anh rồi sao? Lần này anh không có chép. Đều là lời nói trong lòng anh. Anh muốn em biết. Những lời trong lòng anh có liên quan gì đến em? Em không muốn biết. Không muốn biết thì thôi.
đi đây. Có nhà không về. Anh đã bước đường cùng rồi mà chỉ quan tâm đến viết thư tình. Anh không thấy bản thân mình rất vô công rồi nghề sao? Người nhàm chán là em. Châu Tinh, sao em có thể nhát gan như vậy? Trái tim của anh rõ ràng là bày ra trước mắt em. Không những em không cần, còn đập vỡ nó. Đừng coi những việc anh làm cho em là một trò đùa ngớ ngẩn. Anh không thích. Trong lòng anh có rất nhiều lời từ trước anh chưa từng nói với bất cứ ai. Đương nhiên cũng có người không đáng để nói. Nhưng mà giờ anh muốn nói với em. Anh muốn em biết. Em biết về sau, cho dù anh có chịu khổ đau thêm nữa, thêm chút uất ức dày vò, trong lòng anh đều cảm thấy dễ chịu, thì anh mới có sức mạnh để chiến đấu. Em biết không? Em không biết. Nhưng anh không thể nào nghĩ rằng anh làm như vậy chỉ để đổi lấy bốn từ của em: vô công rồi nghề. Được, không sao hết. Em không thích, anh sẽ không viết nữa. Về sau không có thư, cũng sẽ không có người như anh. Em có thể yên tâm mà sống cuộc sống của em. Anh sẽ không đến làm phiền em nữa. Đạt Hải, về nhà đi. Chúng ta là bạn bè, em hy vọng anh sống tốt. Em không bằng lòng nhìn anh chịu khổ. Anh về nhà, em có thể yên tâm sao? Em vì muốn bản thân yên tâm, em thà rằng khiến anh tiếp tục về nhà làm vị thiếu gia Giang gia mà em ghét. Em không ghét anh, anh ghét bản thân anh. Anh ghét bản thân anh. Ở Giang gia chỉ có thể làm cái xác không hồn, không có bất kỳ suy nghĩ nào. Anh ghét khiến đại nương anh. Anh không thay đổi nỗi sự cố chấp ngu dốt của bà ấy. Anh ghét việc anh không thay đổi được người nhà mình. Anh trai anh, em gái anh, mẹ ruột anh, bọn họ còn muốn sắp đặt cuộc đời anh. Anh ghét hết. Anh càng ghét việc anh không thể khiến người anh yêu yêu anh. Cô ấy không bằng lòng gả cho anh. Em không muốn anh vì em mà chịu khổ nhiều như vậy. Châu Tinh, em thật sự thay đổi anh rất nhiều. Anh không còn là nhị thiếu gia Giang gia ngày trước nữa. Anh cũng không quay về được nữa. Mẹ anh không có ép anh vào con đường cùng. Bà chỉ là muốn ép anh về nhà thôi. Nhưng em biết không, nếu như đời người không có tương lai thì mới là đến bước đường cùng. Thank you.
Anh không cam tâm. Anh muốn em. Anh chỉ muốn em. Anh, hiện tại anh không có gì hết. Anh chỉ có em thôi. Cho anh hy vọng. Anh xin em cho anh hy vọng. Nói em yêu anh. Nói em bằng lòng gả cho anh. Cho dù là giả, cho dù là dỗ dành anh. Nói với anh, đừng làm anh buồn nữa. Nói với anh em bằng lòng gả cho anh, em bằng lòng yêu anh. Được không? Anh xin em. Em yêu anh. Em bằng lòng gả cho anh. Em nói thật sao? Lời em nói là thật. Em yêu anh. Em yêu anh. Em bằng lòng gả cho anh. Em bằng lòng gả cho anh. Cho dù anh không có gì hết, em vẫn bằng lòng. Em bằng lòng gả cho anh. Em thật sự yêu anh. Anh biết mà. Em yêu anh. Em yêu anh. Phát sốt rồi thì ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đi đến tiệm nữa đâu. Có chuyện gì bảo chúng nó gọi điện về. Không phải cũng giống nhau à? Có thể giống sao? Chị xem, chị từng tuổi này rồi, bị bệnh còn kéo theo cái thân bệnh này đến tiệm, tự mình chịu mệt. Hai đứa con trai ở bên ngoài cũng chịu dày vò. Chúng nó từng đứa một ăn no rồi, uống đủ rồi, phủi mông, nghênh ngang rời khỏi nhà này. Ở bên ngoài chịu khổ cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, người ngoài còn xem hai đứa chúng nó là con cháu của Giang gia. Chị nói xem, thấy người làm mẹ như chị nhẫn tâm như vậy ép chúng nó. Cô nói rõ ràng đi. Cô muốn nói thay cho đứa con trai bảo bối của cô. Cô đừng có đem con trai tôi ra kéo vào nói cùng một lượt được không? Giang Đạt Thiên, tôi coi như nó chết rồi. Mỗi ngày kiệu của tôi đều từ cửa nhà nó vào vào ra ra. Nó coi như không thấy. Tôi coi nó như ma quỷ. Tôi từng gỡ tiệm của nó, gỡ bảng hiệu của nó. Tôi từng réo nó làm gì chưa? Vì vậy, con trai ruột vẫn không nên nhẫn tâm. Đạt Hải chỉ là bỏ nhà ra đi, chứ không đoạn tuyệt quan hệ với Giang gia. Chị muốn toàn bộ người trong trấn không cùng với nó làm ăn hợp tác nữa. Chị đây không phải là ép nó đi chết sao? Đây không phải là thiên vị sao? Tôi mà muốn ép nó bến bước đường cùng sao? Tôi là muốn ép nó quay về. Ép đứa con trai của cô quay về, cô nghe hiểu không? Tôi nói với cô, Giang Đạt Hải mà do tôi sinh ra thì tôi một gậy đánh chết nó luôn. Nó mà do tôi sinh thì tôi khóc đến chết, quỳ đến chết cũng phải xin nó về. Nhưng đáng tiếc tôi không phải mẹ ruột của nó. Tôi móc tim ra vẫn còn chưa đủ tốt. Ý của chị là
Em có thể đi cầu xin nó về ư? Cô thích nó quay về hay không thì tùy cô. Nó thích về không thì tùy nó. Nhưng mà có một chuyện này, nó mà về, về sau chuyện của nhà này nó không được phép lên tiếng nữa. Nếu như làm không được thì để nó bên ngoài chết đói đi. Đại phu nhân, Kiều đã chuẩn bị xong rồi. Nếu hôm nay nhị nương ra khỏi nhà thì ông đi theo bà ấy, nói với ông chủ quán trọ không được cho phép Giang Đạt Hải ở nữa. Vâng. Nếu nó đến nhà khác, tôi vẫn không cho nó có chỗ ở. Nếu cô không khuyên được nó về thì để nó lưu lạc đầu đường xó chợ đi.